Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Với dòng laptop chiến game từ 20 đến 25 triệu thì luôn là phân khúc cạnh tranh gay gắt của các nhà sản xuất. Và mới đây thì MSI vừa cho ra mắt phiên bản laptop mạnh mẽ với tên gọi là MSI GL62 7RD, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tốt nhất cho các game thủ. Và trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trên tay và đánh giá nhanh chiếc laptop này nhé. Tổng quan về thiết kế một tí thì MSI GL62 7RD mang đặc trưng của các dòng gaming khi mà sở hữu một thiết kế cứng cáp và cực kỳ hầm hố. Nhìn tổng thể tuy kiểu dáng có phần hơi đơn giản nhưng mà vỏ máy cũng hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Các chi tiết được ghép nối kỹ lưỡng và không hề có hiện tượng ọp ẹp lỏng lẻo. Do đó thì trong GL62 như là một khối có độ liền lạc rất là cao. Và mặt lưng của máy thì trông khá đơn giản với bề mặt được làm từ nhựa ren mờ nên là hơi có phần bám vân tay và mồ hôi một tí. Giữa máy thì vẫn là biểu tượng rồng đỏ MSI trông cực kỳ bắt mắt. Vì là một laptop gaming nên là hệ thống thoát nhiệt của máy đều chăm chút rất là nhiều. Ở phần đáy các bạn có thể thấy là hàng loạt các khe thoát nhiệt có diện tích rất lớn. Ngoài ra thì còn có thêm 5 miếng đệm cao su để giúp máy đứng vững trên các bề mặt trơn. Điểm nhấn chính cho chiếc máy này đó chính là sự xuất hiện của hai khe tản nhiệt ở mặt sau cùng hệ thống các ống đồng tản nhiệt chạy dọc bên trong máy để đảm bảo mức độ nhiệt vừa đủ thoát ra khi chơi game cũng như là duy trì tốt tuổi thọ của các linh kiện. Ở cạnh trái của máy thì bao gồm một cổng khóa Kensington, một cổng LAN, hai cổng USB 3.0, cổng HDMI, một cổng MIDI DisplayPort, một cổng USB Type-C, một cổng microphone và jack cắm tai nghe 3.5. Và cạnh phải thì bao gồm là một cổng USB 2.0, khe cắm thẻ SD và cổng sạc. Và điểm thú vị mà MSI đã đưa lên ổ đĩa quang DVD tiện dụng lên sản phẩm này để thuận tiện hơn cho việc cài game từ đĩa, điều rất cần trên các dòng gaming. MSI còn thể hiện sự quan tâm đến trải nghiệm người dùng thông qua việc trang bị cho GL62 bàn phím cao cấp của SteelSeries. Và đây là một trong những nhà sản xuất gaming gear lớn nhất trên thế giới. Và với các dòng chuột chơi game hay là bàn phím cơ mà giới trẻ Việt Nam rất ưa chuộng, ưu điểm của bàn phím này là hành trình phím ngắn, độ nảy phím cực kỳ hợp lý và mang đến cảm giác thoải mái khi mà gõ. Một điểm đáng lưu ý là phím Windows đã được chuyển sang bên phải nhằm giúp các game thủ không bấm nhầm khi mà thao tác nhanh, dẫn đến tình trạng bị out game rất là đáng tiếc. Và touchpad đa điểm có kích thước là 4.3 x 2.4 inch, đủ rộng để thao tác dễ dàng. Hai phím chuyên dụng thì được cắt góc tạo điểm nhấn với các thiết kế tách biệt rõ ràng để tránh việc click nhầm giữa các phím với nhau. Và với trải nghiệm của mình thì bàn rê cho độ chính xác của con trỏ chuột cao, thoải mái và không quá rít. Chiếc MSI GL62 7RD thì được trang bị màn hình 15.6 inch, độ phân giải Full HD cùng tấm nền TN quen thuộc trên các sản phẩm của MSI, cho góc nhìn rộng lên đến 170 độ. Đặc biệt thì thiết bị này còn hỗ trợ công nghệ Matrix Display, cho phép xuất ra hai màn hình cùng lúc qua cổng HDMI và DisplayPort, hỗ trợ xuất hình ảnh với chất lượng 4K. Trên thực tế thì phải thừa nhận rằng màn hình của máy có chất lượng hiển thị khá là tốt, màu sắc tương đối ổn định nhờ góc nhìn rộng và độ sáng ở mức trung bình khoảng 290 nits, sẽ giúp người dùng dễ dàng quan sát màn hình ở những nơi có đường cường độ sáng cao và hứa hẹn là sẽ mang đến một cái trải nghiệm giải trí thú vị cho các bạn trên thiết bị này. Về âm thanh thì GL62 7RD được đặt hai dãy loa cạnh trước nhờ được trang bị chip xử lý âm thanh cao cấp cùng công nghệ tăng cường Nahi Mix 2 nhằm mang lại chất lượng âm thanh đạt tiêu chuẩn Hi-Res Audio. Phần mềm Nahi Mix 2 sẽ cung cấp cho người dùng các lựa chọn sample rate từ 44.1 kHz cho đến tối đa là 384 kHz. Và ngoài ra thì phiên bản phần mềm Nahi Mix 2 còn hỗ trợ âm thanh VR cho bạn trải nghiệm cũng như là điều chỉnh âm thanh 7.1 khi mà chơi game thực tế ảo để có những trải nghiệm VR đắm chìm. Và chiếc MSI GL62 thì được trang bị chip xử lý Core i7-7700HQ là vi xử lý thế hệ thứ 7 của Intel, đi kèm với cả xử lý NVIDIA GeForce GTX 1050. Hiệu năng của MSI GL62 7RD thì hoàn toàn đủ sức đáp ứng mọi tác vụ từ lướt web, xem phim đến trải nghiệm các game 3D cao cấp hiện nay. Dù sở hữu RAM 8GB nhưng mà việc tích hợp chuẩn DDR4 sẽ tăng hiệu suất làm việc lên 40% và tiết kiệm năng lượng hơn 20% so với chuẩn DDR3. Và ổ cứng dung lượng lên đến 1TB thì cho phép người dùng thoải mái lưu trữ dữ liệu lớn rất thoải mái. Đối với một laptop gaming, yếu tố để hiệu năng hoạt động trơn tru thì không thể không nói đến vấn đề tản nhiệt. Bởi vậy mà MSI đã trang bị hệ thống Kohler Boost 4 gồm 2 quạt 6 ống đồng với 3 ống cho CPU và 3 ống còn lại cho GPU, giúp đẩy nhiệt nhanh ra khỏi hệ thống và làm mát tối đa khi sử dụng trong thời gian dài. Cùng với đó là công nghệ chip độc quyền cho phép bạn có thể chuyển đổi giữa cấu hình khác nhau, có thể giúp pin hoạt động lâu hơn và giảm tiếng ồn.
Và trên đây vừa rồi cũng là bài đánh giá nhanh và trên tay nhanh chiếc laptop gaming MSI GL62 7RD. Thì với việc trang bị một cấu hình mạnh mẽ cùng những công nghệ tiên tiến thì MSI GL62 hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm tốt cho các game thủ. Và nếu bạn đang cần tìm một chiếc laptop trong tầm giá từ 20 đến 25 triệu để chơi game thì đây là lựa chọn không thể tốt hơn với mức giá là 22.990.000 đồng tại FPT Shop. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu clip này hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop channel. Xin chào.